nha. Người ta kêu là gọi là ốc nón hoặc gọi là ốc vú. Hai cái vú này đang rất là cân. Bây giờ Quang và anh Tuấn Anh, thật ra là Quang đang theo chân anh Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh đang chuẩn bị dắt chúng ta để đi xuống bắt một cái con nghe nói là rất là bự, đến 1,8 kg lận. Thì các bạn nghĩ coi, với 1,8 kg là chúng ta sẽ ăn con gì nha. Anh Tuấn Anh đang ra tận nơi, cái chỗ này người ta gọi là một cái chỗ nuôi mấy cái con ở ngoài biển luôn, anh bắt về nuôi ngoài đây cho nó nuôi. Con vịt gì đâu ta, trong đây là chắc chắn là một con hải sản rồi, đứt dép luôn các bạn ơi, ghê quá. Rồi bây giờ theo chân ảnh nha, hơi gió chút xíu, mọi người đang coi mà có thấy gió thì phải ráng mà chịu nha. Ok, gió quá, sorry mọi người. Quang vừa quay mà Quang vừa đi trên cái này là cực kỳ nguy hiểm đó nha các bạn. Không phải ai cũng đi được trên này đâu mà vừa quay vừa đi đâu. Anh đã dừng lại ở một cái vị trí. Rồi, bây giờ nhiệm vụ là làm sao mà bứng nó lên. Ui cha, một cái con gì bự quá. Gì là khách sẽ tự ra bắt con đó luôn. Nếu mà khả năng có thể là bơi được, lặn được và có sức khỏe như anh Tuấn Anh thì chúng ta sẽ ra đây tự bắt mấy con này luôn. Chả thấy con gì hết, anh nói con kilo 8 mà anh phải bứng nó lên thì mới thấy chứ. Liền nó xuống dưới nước, liền cái điện thoại xuống dưới nước mới thấy được anh ha. Để xem coi anh bắt bằng cách nào nha. Bây giờ các bạn chuẩn bị coi một thước phim rất là độc đáo, ở chỗ rằng là anh có thể té theo cái thùng, té lọt vào trong cái thùng luôn. Quay được vô trong cận cảnh cho các bạn xem. Ui cha, con kilo 8. Xung quanh các bạn có thể thấy mấy con tôm hùm khác không? Nó cũng có cái kích cơ. Mà bây giờ cái con kế bên nó nằm im, mập thiết lắm luôn. Phía bên này chúng ta có những cái con gì, chúng ta coi thử nha. Ây chà, wow, ốc vú nàng. Anh bỏ cái bàn tay vô cho em xem thử coi nó cái con nó bé lớn. Đó, một cái con nó bự vậy đó. Ui chà, thì chúng ta bắt mấy con lên chúng ta luộc nha. Thấy không? Dễ. Ôi, xuống đi. Chơi anh Tuấn Anh là anh chịu chơi, anh ăn toàn bự không. Nhưng mà anh có hỏi giá chưa, con này là bao nhiêu tiền? Rẻ lắm, ở Phú Quý là cực kỳ rẻ. Wow. Ăn xong mà không có tiền là ở lại luôn. Mà các bạn biết ở Sài Gòn mà một cái con này sợ mua mà không có chứ đừng có nói là giá tiền. Wow, quá bự luôn. Úi anh có lỡ mà trượt chân xuống dưới thì anh đừng có dịnh em, lôi em theo nha. Wow, các bạn thấy cái view ở đây nè, mỗi lần mà có một cái con sống á, nó đánh á, là tưởng tượng nó sẽ bung ra nguyên cái chỗ đó. Bây giờ mình cho có một cái cơn sóng lên để đánh cho các bạn coi thì vừa coi sóng nào hết. Ảnh lại bắt đầu nghịch con gì ở đây nè. Này rất là ngon. Wow. Hay là mình lấy mỗi con một loại ăn cho lạ. Con ốc kèn. Tại vì cái con này có thể là mười mấy ký cũng có.
Mỗi con chắc mình phải ăn thử quá cho anh ơi. Đó, kẹt. Kẹt. Cái cảm giác mà gọi trong thực đơn thiêu nấu, nấu nấu xong chế biến là mang lên cái dĩa thịt. Nó không có gì hấp dẫn bằng cái việc là mình bắt đúng cái con đó. Mình nhìn nó lúc mà nó chưa chế biến thì nó làm sao. Chúc anh chế biến nha các bạn. Chế biến luôn. Rồi bây giờ anh Tuấn Anh chuẩn bị lấy thêm một con nữa. Chưa biết là con gì. Kéo cả nguyên cái thúng của người ta lên. Trời đất ơi. Làm sao mà bắt được. Phải đi xuống dưới. Để mai bắt đi. Giờ lụm các con này vô nha. Xong rồi nấu cho mọi người ăn nha. Còn một tay anh ấy ôm hết rồi nha. Thế nào cũng rớt tỏn xuống dưới nè. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta chưa chịu và chúng ta đang thấy dưới đây có một con dã man nữa. Đó. Thì xem thử coi là xuống dưới là coi có bắt được không nha. Sẽ xuống biển. Bây giờ Quang sẽ xuống biển để bắt cho các bạn trực tiếp một con ốc tỏn rất là tươi. Ngay dưới chân em á, đó. Đây phải không? Đây. Đã được người ta kêu là gọi là ốc nón hoặc gọi là ốc vú. Hai cái vú này đang rất là cân, cho nên ăn là phải ăn cặp đôi. Thế là hai cái này nha. Rồi, chúng ta lên. Quay ở dưới nguyên cái hồ này xem coi có những con gì ở ngoài nữa hay không nha. Khi mà mang nó lên á, mình để chổng ngược nó như vậy một hồi nè, thì bắt đầu nó thòng cái đuôi nó xuống. Ú chà, còn mình để ngửa lên thì nó có thụt vô không. Nghe nói mình để hai cái đuôi đũa úp ngược nó xuống đây nè, đó, thì bắt đầu nó sẽ thòng nó tuột ra luôn. Phải không em? Rồi. Ô. Con này là ốc tai bồ. Ốc tai bồ. Tai của bồ. Tai bồ. Ô,